chồng, một người cha mẫu mực, luôn dành trọn vẹn tình yêu thương cho gia đình và luôn là đồng đội của hai con trai. Anh ra đi khi còn mắc ngủ và luôn nóng rất nhiều điều cần làm cái thành phố, rất nhiều kế hoạch còn dang dở. Cả nhà vô cùng đau đớn nhưng vẫn rất đổi tự hào về anh. Anh đã sống cuộc đời thật sự ý nghĩa và trọn vẹn. Anh ra đi yên lòng anh nhé. Em và hai con sẽ mạnh mẽ để tiếp tục sống cuộc sống không còn anh bên cạnh. Em sẽ thấy anh chăm sóc mẹ, chăm sóc hai chị và dạy hai con vô lớn trưởng thành theo đúng kim chỉ nam mà anh đã định hướng. Là sống ở trên đời thì còn nhất một chữ tâm. Có tâm với mọi người, có tâm với gia đình, có tâm với công việc và có tâm với xã hội. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.